mà các bạn biết kiến thức hơi trễ thì các bạn làm trễ, còn nếu mà các bạn biết sớm thì các bạn dành thời gian để làm sớm. Đối với lại biểu thức chính quy thì tại sao là biểu thức chính quy? Ví dụ bây giờ các bạn là nhân viên nhập liệu cho một cái ứng dụng là quản lý sinh viên, quản lý sinh viên thì bây giờ mỗi cái sinh viên là đã có mã số sinh viên rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhập mã số sinh viên vô. Ví dụ các bạn nhập vô là BS 18309. Vậy mã số sinh viên này đúng hay sai? Đúng. Ví dụ các bạn nhập BL 18209 đúng hay sai? Như vậy để biết đúng hay sai thì các bạn phải biết cái quy cách để tạo ra một cái mã sinh viên của Poly là gì thì các bạn sẽ biết đúng hay sai. Như vậy đối với cái mã sinh viên của chúng ta, ví dụ lớp mình, mã sinh viên của chúng ta là mấy đây? L4. Các bạn có hình dung được là mã sinh viên của mình được cấu thành từ đâu không? Này mới đúng ha. Rồi mã số của mình đây. Đây, hình quá. Hình là mã số của chúng ta có sự khác biệt. Bình thường là BS. Và có một bạn BH. Đặng Hồng Sơn đâu? Rồi. Em xuất phát từ đâu? Ok. Vậy theo các bạn BS là gì? BH là gì? Chết sợ. B là gì? Poly. Rồi ok. Như vậy thì do cái người mà người ta hình thành cái mã số sinh viên này, người ta đã nghĩ ra cái quy luật để đặt mã số cho các bạn. P là Poly, S là vùng miền, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Nha Trang, vân vân. Thì người ta sẽ ghép cái vùng miền vào. Cái thứ hai là ví dụ như bình thường của chúng ta đi, 3, 3, đó, đa số là 3. Như vậy cái này là niên khóa của các bạn. 3, các bạn đang là CB, là ngành lập trình Mobi. Thì người ta lấy cái mã là 309. Và đây là thứ tự của các bạn. Đó. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có được cái mã và cái quy luật. Như vậy đối với lại mã số sinh viên, nếu như bạn gõ vô là BL thì hiện nay là chưa có, thì mình sẽ kết luận mã số sinh viên này sai. Còn cái này đúng hay sai chưa biết, nhưng có khả năng đúng. Còn cái này chắc chắn sai. Như vậy khi mà bạn có một số các mã số sinh viên và bạn kết luận mã số nào đúng, mã số nào sai thì rất nhanh để các bạn hạn chế được việc nhập sai. Bạn có một cái form nhập liệu và chỗ đó nhập mã số sinh viên, gõ 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 enter cái mã số này không tồn tại là bắt buộc phải nhập lại. Như vậy nó hạn chế đi cái sai. Thì đó lý do là chúng ta có biểu thức chính quy. Tức là chúng ta sẽ có ký tự đầu
là chữ B. Nếu bạn gõ khác chữ B là mã số của này là sai, không liên quan gì đến poly hết. Ký tự thứ hai là có thể là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Chỗ này không phải Khánh Hòa là mà cái này là Tây Nguyên. Và một số cái ký tự nào đó, nếu chúng ta biết thì chúng ta điền vào. Và trong phía sau thì có 5 chữ số tiếp theo. 5 chữ số tiếp theo. Nếu mà ai mà gõ 6 chữ số thì chắc chắn sai. Gõ 4 chữ số thì chắc chắn sai. 5 mới là có cơ hội đúng. Như vậy chúng ta sẽ đưa ra cái quy chuẩn như thế này. Và chúng ta thành lập một cái mẫu. Khi ráp nó vô cái mẫu đó, nếu mà khác mẫu là sai. Ví dụ biển số xe, biển số xe máy đi, là gì? Số số. Rồi gì nữa? À, chữ đến số. Được chưa? Rồi tiếp tục. 4 số. Đây là biển số cũ. Hoặc 3 số chấm 2 số. Đúng không? Như vậy mình có cái chuẩn này. Rồi, mình sẽ cụ thể hóa ra. Nếu như biển số của thành phố Hồ Chí Minh thì cái số số đầu tiên này nè, nó sẽ nằm trong khoảng từ 50 đến 59. Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hà Nội thì mình sẽ xác định được đó là biển số ở đâu. Như vậy khi mà chúng ta biết được quy định của nhà nước như vậy thì chúng ta đưa ra quy chuẩn, và từ cái quy chuẩn đó chúng ta nhập vô một số bất kỳ, nhập vô một cái biển số xe bất kỳ thì mình biết chắc là biển nào sai, còn biển đúng là hên xui. Mình nhập vô mình biết chắc chắn rằng biển đó là không đúng, phục mét, dư hoặc thiếu số, hoặc chỗ đó ký tự mà bạn nhập vô là số thì sai. Ví dụ biển số này là biển số của xe từ trên 50, còn biển số xe 50 là số số, à đến chữ chữ, đúng rồi đó. Thì tương tự cái phần sau. Như vậy đó là quy chuẩn. Được chưa? Thì chúng ta mới có đến cái chuyện là biểu thức chính quy. Thì cái này gọi là biểu thức chính quy. Cái này nè. Số hay chữ ở chỗ đó. Có ký tự gì? Có ký tự đặc biệt hay không? Vân vân. Thì chúng ta gọi là quy chuẩn. Ví dụ như các bạn nhập email mà các bạn không có A cộng bên trong là không phải email. Bởi vì bạn copy cái địa chỉ email đó, bạn bỏ vô Gmail, bạn gửi mail đi, chắc chắn không được, bởi vì nó không có A cộng. Nếu có A cộng thì phải có một cái gì đó phía sau, rồi có một cái chấm, rồi có một cái gì đó phía sau, thì ít nhất có một dấu chấm. Và phía sau A cộng phải có ký tự. Ví dụ gmail.com hoặc là fpt.edu. Còn có chấm .vn hay không là chuyện khác, nhưng mà ít nhất có một dấu chấm. Như vậy thì email của các bạn mà không có dấu chấm nào phía sau A cộng là sai. Còn phía sau A cộng có mấy chấm là chưa biết, nhưng mà không có chấm là sai cái đấy. Được không? Như vậy thì đó là những quy chuẩn mà mình sẽ ràng buộc cái dữ liệu, làm sao mà mình phát hiện sớm cái việc nhập sai. Được chưa? Như vậy chúng ta gọi những cái đó gọi là biểu thức chính quy, là biểu thức để kiểm tra thế nào là đúng, thế nào là sai, là biểu thức chính quy. Và để học được biểu thức chính quy thì chúng ta sẽ học trước là chuỗi là gì. Chuỗi là gì? Là string. Quen không? Quen. Ok. Rất quen là khác. Nhưng có dễ hay không? Chúng ta sẽ tính tiếp.
Nói vậy là có vẻ khó rồi. Chứ còn những cái mà đơn giản chắc thầy không nói vậy. Trong cái slide này thì chúng ta sẽ có một cái slide số 4. Thực ra nó là slide đầu tiên trong slide này. Trong cái slide 6. Kiến thức đầu tiên. Còn những cái kia giới thiệu không à. Trong này, xiệt T, xiệt R, xiệt N, xiệt xiệt, xiệt nháy kép. Cái nào chúng ta đã tiếp xúc rồi? Xiệt T, xiệt N, xiệt xiệt chưa xài luôn. Có bạn nào xài rồi ở đâu? Bây giờ mình sẽ demo slide 6 trang 4. Thầy sẽ ghi là slide 6 trang 4. Slide 6 trang 4. Trong này mình sẽ làm gì? Trước tiên thầy sẽ có một cái string s bằng nháy kép, đó là cơ bản. S out, s được chưa? S out cái s này ra. Trong cái chuỗi này nếu thầy ghi chỗ này, người ta nói là ký tự đặc biệt. Ký tự đặc biệt xiệt T là tab. Và thầy muốn xuất ra bên ngoài cái thông báo là cái này. Rồi, mình muốn xuất ra cái ngoài cái này. Xuất nguyên cái chuỗi này luôn nha. Thầy muốn xuất nguyên cái chuỗi này nè. Ký tự nháy kép, ký tự đặc biệt xiệt T là tab nháy kép. Thầy muốn xuất nguyên cái chuỗi này đây. Được không? Rồi. Thầy đưa, nếu mà thầy ghi vậy chạy. Ký tự đặc biệt là tab. Ủa, ký tự gì? Ký tự gì? Đúng ý mình không? Đúng đâu? Đúng đâu? Thứ nhất là không có nháy kép. Thứ hai là gì? Không có xiệt T. Vậy thì thêm nháy kép vô. Thêm nháy kép vô. Đúng không? Thêm nháy kép ở đây là nó lỗi liền. Ủa, tại sao lỗi? Tức là bản thân cái chữ S của mình nè, bắt đầu bằng một nháy kép, kết thúc bằng một nháy kép. Còn cái đoạn này nằm ngoài nháy kép. Không hiểu. Ồ, giỏi ghê ta. Nó đúng ý thầy luôn. Không hiểu. Nó không hiểu cái mà bạn đang đưa vô để gán cho cái S này là cái gì á. Nó không hiểu. Vậy mình muốn nó hiểu, mình thêm phía trước này dấu xiệt. In lại. Đây, xuất hiện nháy kép. Được không? Tiếp tục. Cái xiệt T, xiệt T bình thường của mình làm nó là gì? À, là một cái đoạn khoảng trắng. Đoạn khoảng trắng là một cái tab. Vậy có phải rằng mình muốn nó xuất hiện, ví dụ như chữ T không thì dễ rồi, muốn xuất lúc nào xuất, đúng không? Nếu mà mỗi chữ T,
thì muốn xuất lúc nào chẳng được. Nhưng mình muốn xuất thêm dấu xuyệt nữa thì phải có hai dấu xuyệt. Và lúc này cái đoạn dữ liệu mà chúng ta đưa ra, ký tự đặc biệt xuyệt T là táp. Được không? Là táp. Thiếu dấu nháy kép phía sau. Thêm dấu. Thêm vô, thêm không được luôn. Cứ mình thêm cái nháy kép cái là nó thêm hai cái. Rồi ok. Mình mong muốn xuất ra một cái nháy kép thì quay trở ngược lại giống như lúc nãy. Bị dư một cái nháy kép. Và cái này mình không phải là mình đóng chuỗi mà mình muốn nó xuất ra luôn. Thì chỗ này mình thêm xuyệt vô. Được không? Rồi, xong. Ký tự đặc biệt xuyệt T là táp. Mình hiểu được ký tự đặc biệt không? Mình muốn nó xuất ra thì mình phải thêm dấu xuyệt phía trước. Còn nếu không thì nó sẽ sử dụng một chức năng khác. Nó một chức năng khác. Ví dụ xuyệt T là táp, xuyệt N là xuống dòng, xuyệt R là về đầu dòng. Tương tự như vậy, mình có một cái S2. Chỗ này là S1 đi. Chỗ này là S2. Chỗ này thầy xuất S1. S2, ký tự đặc biệt xuyệt N là xuống dòng, đúng không? Xuống dòng, ký tự đặc biệt xuyệt N là xuống dòng. Mình in cái S2 ra. Run. Ký tự đặc biệt là xuống dòng, đúng ý mình không? Đúng không? Mình muốn gì? Mình muốn nó xuất ra xuyệt N. Ký tự đặc biệt xuyệt N là xuống dầu. Được không? Tương tự như vậy S3. Ký tự đặc biệt xuyệt R là gì? Là về đầu dòng. Ký tự đặc biệt R là về đầu dòng S3. Và mình xuất S3 ra. Xuất S3 ra. Nó ra cái gì đây? Theo các bạn nó ra cái gì? Ký tự đặc biệt đâu rồi? Là về đầu dòng. Ủa cái đoạn này đâu? Rõ ràng mình đang thực hiện chức năng về đầu dòng. Xuyệt R. Trong này người ta nói về xuyệt R là gì? Về đầu dòng. Và mình đang thực hiện chức năng về đầu dòng đó. Xuyệt R trong chuỗi thì nó đang thực hiện chức năng về đầu dòng. Thực chất nó đã in cái này rồi đó các bạn. Nhưng sao? Sau khi nó in cái đoạn ký tự đặc biệt xong thì nó về đầu dòng. Và nó in tiếp khoảng trắng là về đầu dòng nháy kép. Tức là sau khi nó in cái đoạn này nè, đến đây rồi đó, thì nó lại quay về đầu dòng để nó in tiếp cái đoạn này. Giống như mình bôi bảng vậy đó. Mình viết xong một dòng rồi cứ mình về đầu dòng, mình lại viết lại trên chính cái dòng đó, thì cái phần viết trước mất đi.
Vậy chỗ này muốn có xịt R thì mình thêm thêm xịt vô. Ký tự đặc biệt xịt R là về đầu dòng. Như vậy thầy đang demo cho các bạn cả hai trường hợp. Một, nếu như mình thêm xịt R vô thì nó làm gì? Tức bạn viết gì đó không cần biết, nó nhảy về đầu dòng, nó viết tiếp cái phần phía sau. Được không? Bạn viết cái gì tôi không cần biết, nhưng khi gặp xịt R thì nó sẽ tự động, nó nhảy về đầu dòng hiện tại con trỏ đang đứng và nó viết tiếp cái phần phía sau. Còn nếu mình muốn xuất hiện cái xịt R ra thì chỗ này hai dấu xịt nó sẽ xuất hiện ký tự xịt ra đây. Còn chữ R không liên quan. Chữ R không liên quan. Như vậy chúng ta đã demo xong. Demo xong. Phần slide 6 trang 4. Và khi các bạn, nếu như các bạn muốn làm lại chỗ này mà để hiểu rõ thì các bạn phải làm từ từ. Các bạn xuất ra từng cái giống như lúc nãy đến giờ thầy làm thì các bạn mới hiểu. Còn nếu các bạn thấy trên này S1 là dày, S2 là dày, S3 là dày, print S1, S2, S3 nó ra cái này, đôi khi thấy nhưng không hiểu. Các bạn muốn hiểu, các bạn phải review lại, xem lại và làm lại từng chút một thì các bạn mới hiểu. Được chưa? Còn nếu mà bạn nào đến thời điểm này hiểu rồi thì quá tốt. Còn bạn nào chưa hiểu thì chỉ còn cách là gì? Làm lại thôi, không còn cách nào khác. Và những cái này khó không? Những cái này khó không? Không khó, chỉ là chưa quen thôi. Giống như cầm đũa vậy đó, lúc đầu cầm gấp rớt hoài, nhưng mà gấp riết